Dạ vâng, trên tay mình đây lại là một chiếc máy tính nữa, một chiếc máy tính văn phòng nữa đến từ Lenovo. Và đây vẫn là chiếc Lenovo V50T. Và đây là phiên bản i3 của nó. Và chúng ta hãy cùng mở ra xem nó có khác gì với cái i5 không nhá. Rồi, có vẻ như là ở trong cái bộ PC i3 này cũng khá là tương đồng với cả bộ PC i5 phiên bản i5 thì chúng ta sẽ vẫn được nhận được một bàn phím full size này. Đây là một bàn phím tương đối là low profile và cái cảm nghiệm bấm, cái trải nghiệm bấm cũng tương đối là ổn thôi, chứ không thể nào là chấp nhận gọi là có thể gọi là cực kỳ là cao cấp được. Về cái chuột, chúng ta sẽ vẫn có chuột tương tự như vậy, vẫn form chuột như thế dành cho chuột văn phòng. Cái lực bấm thì ok nhưng mà cái gọi là trải nghiệm bấm thì không được quá là tốt. Nhưng mà một điểm hay ho ở đây là chúng ta nhận được tận là hai cái dây nguồn lận. Và mình không biết tại sao mà trong i3 lại có vẻ cao cấp hơn, mặc dù chỉ giảm hơn có 1 triệu. À, nhắc về giá tiền nhá, thì cái bộ i3 này chúng ta sẽ có là i3 10100 này, sẽ có là RAM 4GB này, SSD 256GB và chỉ có thế mà thôi. Với mức giá sẽ là 9.099.000, tức là rẻ hơn so với bộ i5 khoảng tầm 1.500.000. Và cái bộ PC này thì khi thiết kế tương đồng như vậy, bây giờ mình sẽ đóng cửa tất cả những cái này và mình sẽ thử mở PC này ra nhá. Về cái bộ PC i3 này thì có vẻ như là có tương đồng với các cổng kết nối so với cả bộ i5. Thì ở bên tay phải chúng ta sẽ có là một cái ổ đĩa. Và cái ổ đĩa này thì tương đối là lỗi thời rồi, không có nhiều người dùng và ít ai sử dụng. Về phía bên góc bên trên cùng bên tay trái chúng ta sẽ có đó chính là một cái cổng và một cái nút bấm nguồn. Cái nút bấm này tương đối là ok. Phía bên dưới chúng ta sẽ có một nút LED. Cái nút LED này thì là để thể hiện do là xem là ok liệu rằng là cái ổ cứng của bạn đang hoạt động hay không. Bên dưới nữa chúng ta sẽ có một cái khe SSD, à nhầm, khe SD cả. Và nếu mà anh em sẽ có vẻ như dường như là cái bộ PC này sẽ có những cái option nâng cấp để có thêm SD card nữa. Bởi vì đây, như các bạn thấy ở đây, nó là một cái cục luôn và mình không thể nào mở ra được. Về bên tay phải, bên tay trái của nó thì sẽ là hai cổng, bao gồm đó chính là một cổng jack tai nghe và một jack cho mic. Và phía bên dưới cùng chúng ta có là 4 cổng USB 3.0 lận, tại vì đây là Super Speed USB. Rồi, về đằng sau thì sao? Về phía đằng sau chúng ta sẽ có lại là một cổng tai nghe nữa. Một cổng tai nghe này thì tất nhiên rồi phục vụ cho anh em để cắm tai nghe, nhưng mà có vẻ như đây là cho những loại tai nghe mà dài hơn hoặc có thể là loa nhá, tại vì loa thì thường cắm ở đằng sau của PC mà. Về phía bên dưới chúng ta sẽ có là một cổng HDMI này, một cổng DisplayPort này và một cổng VGA dài một thẳng một đường như này. Và bên cạnh cổng VGA sẽ là cái cổng serial. Cái cổng này thì ít ai còn sử dụng nữa bởi vì những cái gear bây giờ đều lên chuẩn của USB hết rồi. Và nhắc về USB thì ở bên dưới cái cổng VGA đây sẽ là cổng USB. Cái cổng USB này thì là có vẻ như chỉ là một là 3.0, hai là chỉ là 2.0 bình thường mà thôi, tại vì nó không có chữ SSD USB ở đây. Và bên cạnh chúng ta sẽ có đó chính là một cái jack LAN RJ45. Và cái jack LAN này thì anh em có thể sử dụng hay không đều có thể ok được, tại vì chiếc PC này đã có không dây wireless, tức là wifi và cả bluetooth nữa. Và đây, cái khu này đây, đây chính là nơi mà nó bắt sóng. Nếu mà anh em đập vỡ cái này ra thì anh em sẽ thấy có những cái anten nhỏ nhỏ ở trong này. Phía bên dưới đây chúng ta sẽ có những khe PCIe full size, tức là nếu mà anh em mua cả màn hình hay mua những cái thiết bị PCIe thì nó sẽ không yêu cầu phải là loại low profile hay gì cả mà nó có thể là full size. Nhưng mà cái độ cao hơn so với cái khe này có vẻ tương đối là ít, thì mình sẽ mở ra nhá để anh em xem. Phía bên dưới này sẽ là một cục nguồn, và cục nguồn này thì theo tiêu chuẩn gọi là tương đối rất đặc biệt và sẽ khó mà có thể tái sử dụng lại sau khi mà bộ PC này đã bị hỏng. Bây giờ mình sẽ cùng thử mở ra xem thế nào nhá. Và ở bên đây chúng ta có ổ đĩa này, và bên dưới cái ổ đĩa này sẽ là ổ cứng này. Và dưới ổ cứng chúng ta sẽ có là RAM, và ở đây sẽ có là hai khe, nhưng mà do chỉ là 4GB thôi nên là Lenovo chỉ cắm ở đây có một thanh RAM, một thanh 4GB. Về phía bên giữa đây chúng ta sẽ có là một cái ổ một cái quạt tản nhiệt. Với đời i5 thì mình nghĩ rằng đây là một quạt tản nhiệt hơi tương đối là yếu đuối, nhưng mà với i3 thì đây là một cái quạt tản nhiệt tương đối là đủ. Về phía bên dưới chúng ta sẽ có đây khe PCIe 16, tức là khe PCIe full size, và bên dưới này sẽ là PCIe 1.x1 để cho anh em có thể gắn có thể là audio này hay là gì, những cái thứ mà anh em muốn. Và bên cạnh đây sẽ là cái chip để anh em có thể phát wifi, bắt wifi và bắt bluetooth. Và cái chip này sẽ nối dây trực tiếp đến với đây ra đằng sau này và một dây ra đằng trước để có thể bắt sóng cả hai chiều của bộ PC. Và đây ở dưới sẽ là cái cục nguồn. Cục nguồn này thì đến từ Hanky. Anh em biết cái hãng Hanky rồi đấy. Và đây là bao nhiêu watt đây? Có vẻ là 360 watt.
Và ngoài cái cổng đấy ra, ngoài tất cả những thứ cắm ra thì chúng ta sẽ không còn cổng, không còn một cái tên như là PCIe, một cái dây nguồn PCIe 8 pin nào hết. Thì dẫn tới câu chuyện là anh em không thể nào gắn cạc màn hình mà yêu cầu nguồn phụ vào trong này. Rồi, nếu mà anh em muốn nâng cấp thì cái này tương đối là dễ nâng cấp này. Anh em là một cái doanh nghiệp nào mà có nhu cầu là chủ sở hữu cái máy tính của mình và có thể tự đụng vào để chỉnh sửa những cái thứ mà mình mong muốn, thì mình nghĩ rằng đây là một bộ rất là phù hợp. Và một cái điểm trừ của bộ PC đồng bộ này thôi là nó sẽ không có hệ điều hành gì cả. Và thế nên nếu mà anh em doanh nghiệp mua cái bộ PC này hàng trăm hàng chục con, dẫn tới câu chuyện là sẽ phải trả tiền cho Windows bản quyền. Nhưng mà nếu mà so sánh với cả những chiếc PC cùng tầm giá, những PC cùng đồng bộ cùng tầm giá thì cùng với cấu hình thì bộ của Lenovo có vẻ tương đối là rẻ hơn. Thế nên là nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả nhé. Và nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.